Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, thông tin phân tích chỉ mang tính tham khảo và không phải là khuyến nghị đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn lưu ý các thông tin quan trọng sau, tự nghiên cứu nội dung của chúng tôi nhằm mục đích sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và giáo dục. Điều rất quan trọng là bạn phải tự phân tích trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào dựa trên hoàn cảnh cá nhân của mình. Bạn nên nhận lời khuyên tài chính độc lập từ một chuyên gia có liên quan đến, hoặc nghiên cứu và xác minh độc lập bất kỳ thông tin nào bạn tìm thấy trên video của chúng tôi và muốn dựa vào, cho dù vì mục đích đưa ra quyết định đầu tư hay mục đích khác. Không có lời khuyên đầu tư, video là một dữ liệu tài chính và cổng thông tin tin tức, diễn đàn thảo luận và tổng hợp nội dung. Copycat Stock Group không phải là nhà môi giới, đại lý, chúng tôi không phải là cố vấn đầu tư, chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin không công khai về các công ty giao dịch công khai và đây không phải là nơi để đưa ra hoặc nhận lời khuyên tài chính, lời khuyên liên quan đến đầu tư, quyết định hoặc tư vấn về thuế hoặc pháp luật. Chúng tôi không được quản lý bởi cơ quan dịch vụ tài chính, chúng tôi là một diễn đàn giáo dục để phân tích, học hỏi và thảo luận về thông tin chung và tổng quát liên quan đến cổ phiếu, đầu tư và chiến lược. Không có nội dung nào trên video cấu thành hoặc nên được hiểu là cấu thành khuyến nghị tham gia vào bất kỳ giao dịch chứng khoán nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược đầu tư nào được trình bày trong nội dung trang web của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp các khuyến nghị hoặc quan điểm cá nhân hóa về việc liệu một phương pháp đầu tư hoặc cổ phiếu có phù hợp với nhu cầu tài chính của một cá nhân cụ thể hay không, trao quyền cho cá nhân, không nắm giữ đây là sự khởi đầu của một cuộc hành trình, không phải là kết thúc. Khi chúng tôi trình bày các màn hình đầu tư, kết quả chỉ nên được coi là ứng cử viên để nghiên cứu thêm, không phải là danh sách mua hoặc tập hợp các đề xuất. Sàng lọc có thể giúp thu hẹp tìm kiếm dựa trên các tiêu chí được xác định trước, nhưng nó không thể thay thế cho nghiên cứu độc lập phản ánh các tiêu chí cá nhân của bạn để đầu tư, giao dịch. Khi chúng tôi cung cấp các công cụ định giá, những công cụ này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và giáo dục để người dùng có thể dễ dàng thực hiện định giá của riêng họ. Các giá trị được xác định trước chỉ đơn giản là điểm khởi đầu dựa trên các giả định toàn cầu mà chúng tôi đã áp dụng trên toàn bộ thị trường, người dùng nên sửa đổi chúng khi họ thấy phù hợp và không coi chúng là sự thay thế cho phán đoán của chính họ. Bất kỳ kết quả định giá đầu ra nhất thiết phải chung chung và không được xác nhận cho một cổ phiếu nhất định bởi nhóm Copycat Stock. Nội dung do người dùng tạo. Phần lớn nội dung trên trang web này là do người dùng tạo ra và do đó không thể giám sát một cách hiệu quả. Ngoại trừ nội dung Copycat Stock Group và dữ liệu chứng khoán, tất cả thông tin trên video của chúng tôi về doanh nghiệp, công ty, chiến lược đầu tư và cơ hội đầu tư đều được cung cấp bởi người dùng đã đăng ký của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Chúng tôi chỉ đóng vai trò là một đường dẫn cho thông tin này được xuất bản trên video của chúng tôi và chúng tôi không chọn, giám sát, chỉnh sửa, sửa đổi đánh giá, đánh giá hoặc theo cách khác giám sát thông tin hoặc việc xuất bản thông tin trên video của chúng tôi. Không phụ thuộc. Theo đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, cho dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng, bao gồm cả sơ suất, hay nói cách khác, đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất nào khác mà bạn có thể phải chịu phát sinh từ thông tin đó hoặc bất kỳ sự tin cậy nào mà bạn có thể đặt vào thông tin đó. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào được liên hệ qua trang web đều do bạn tự chịu rủi ro. Cảnh báo đầu tư. Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến những cảnh báo đầu tư quan trọng sau đây. Giá trị của cổ phần và các khoản đầu tư cũng như thu nhập có được từ chúng có thể tăng hoặc giảm. Các nhà đầu tư có thể không lấy lại được số tiền họ đã đầu tư, mất áo là một rủi ro thực sự. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một hướng dẫn cho hiệu suất trong tương lai. Hôm nay thì mình cho cả nhà coi cái phần homework của con Tesla ha, để cho anh chị em biết cái xu hướng của Tesla đi như nào để next week mình trade như thế nào cho nó đúng cách ha. Ok, trước hết thì cái phần em giải thích là bắt đầu mình tính từ cái phần time frame 15 phút ha. Ok. Bây giờ thì mình chuyển qua time frame 15 phút. Ở trong time frame 15 phút á, thì hôm Friday thì Friday Thursday khi mà cái price action của nó fall vì Tesla có những cái tin xấu và những cái tin tốt sau khi đó đã hồi lại và nó nằm trên trên cái vùng giá 2202, đây là cái vùng giá 202 thì xu hướng của Tesla nó vẫn giữ là xu hướng uptrend ha. Ok.
theo 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 cái quá khứ của nó là cái dùng giá 2001 là trên cái dùng giá 2001 là xu hướng của nó là vẫn là xu hướng lên ha, thì bây giờ nó đang giữ được cái dùng giá là 2002 ha. Và khi mình coi trong phim market thì nó đã đẩy lên, nó tạo được cái điểm entry mới này, đây là cái điểm entry mới và nó đã vượt lên. Thì khi mà cái chót này nó vượt lên á, thì ở đây có cái đường màu xanh ở đây. Đường màu xanh ở đây là đường gì? Đường cái đường màu xanh đó là cái đường volume, khi mà nó có cái lượng người mua giao dịch mạnh thì tức là điểm này là cái điểm người ta entry và cái điểm này là cái điểm người ta giao dịch. Ok, tại vì khi mà nó lên như vậy nè, khi nó lên đây đợt một lên thì là nó vượt cái đường 50 của đường VWAP thì người ta sẽ entry ở đây, rồi sau đó nó lên đây nó xuống thì ở đây là có một số người ta đánh theo dạng là reversal, thì đây cũng là một cái điểm entry ở đây, cho nên nó tạo cho hai đợt mua lên đây. Và khi lên đây thì người có một số người khi người ta vào lệnh ở đây trong after hour người ta mua ở đây nữa, cho nên là có ba lệnh mua và cái điểm là điểm cut loss, và cái điểm này điểm cut loss của người ta, những người mà người ta đánh số lượng giao dịch lớn và người ta có những cái kinh nghiệm người ta sẽ đánh như vậy, thì nó sẽ tạo ra một cái lực support cho Tesla ở khung 15 phút ở dùng giá là 2007. Ok, và cái lượng này á, thì là nếu trường hợp free market và cho từng tới ngày thứ ba đó nó có những cái tình huống xấu á, thì nếu mà cái dùng giá price action mà nó bị low cái này, tức là cái điểm này là điểm cut loss của mình ha, đây là cái điểm cut loss của mình là ở dùng giá 2007. So nếu trường hợp ở ngày thứ ba mà không có ai bán ra, cái market nó vẫn bị bình thường và xu hướng vẫn là xu hướng lên mạnh, thì là Tesla nó sẽ có dùng giá dao động ha. Dao động thì bây giờ mình nhìn trước hết là mình phải để ý coi, mình coi cái độ đo của cái momentum, cái số lượng người giao mà mua, thì cái số lượng người mua ở khung 15 phút rất là strong và cái momentum nó dựng above cái đường 50, thì cái này là cái nó là bull rồi, nó không có gì thay đổi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua là 30 phút. Ok, mình sẽ chuyển qua 30 phút ha. Thì khi mình chuyển ra ở 30 phút thì là ở trong cái biểu đồ, thì khi các anh chị em thấy cái dùng giá màu vàng này, dùng giá màu vàng này là cái điểm mình có thể mình exit nè. Nếu mà mình đã vô ở dưới thì đây là cái điểm mình có thể mình cut loss ha. Cái đây là cái điểm mình có thể cut loss. Ok. Đây là điểm cut loss thôi. Ok, là trước khi mà nó đụng gì dùng giá này nó bị reversal, tại vì cái trường hợp là khi cái này nó dự báo cho mình là nó sẽ dựa theo những cái biểu đồ ở quá khứ nè, thấy không? Đây là ở quá khứ nè, trước khi nó đụng cái dùng giá nó chạy lên nó đụng back test ở đây nó báo nha. Trước khi nó bị dự báo nó báo cho mình. Ok. Là nó có sẽ có cái đợt reversal là nó sẽ tính cho mình hết đó, ở đây cũng vậy, nó tính cho mình ha, đó thấy không, cái điểm nè à, tính cho mình là ở cái tương lai là nó đây là cái dùng giá nó sẽ gớt. Ok, ở đây cũng vậy, ở đây nó ra tính cho mình thì tương lai dùng giá gớt, thấy không, happen ngày đây 22 đúng không, thì cái này cũng vậy ha, cái này nó là cái dùng mà nó báo cho mình, tại vì khi mà nó đẩy lên đây cái momentum mà yếu mà khi nó đụng vô dùng giá 22 thì ở đây nó cho mình biết cái dùng giá reversal luôn, thì khi mà nó đụng vô đây mà nó không có break được cái dùng giá này thì đây là cái điểm mà đây là cái điểm nó sẽ gớt. Thì cho nên anh chị em phải để ý khi mà thấy cái chót của mình á, hoặc là anh chị em có cái xét xé lần này thì đây là cái điểm bắt buộc mình phải thoát ra trước khi nó gớt xuống. Ok, nếu mà trường hợp mà cái momentum đủ mạnh nó có thể khả năng nó sẽ break cái dùng giá này, nó đụng vô cái dùng giá 22 này nó rớt luôn, thì trường hợp đó là trường hợp khác. Còn nếu mà trường hợp mà nó đẩy lên 22 mà nó không có qua khỏi cái dùng giá 22 thì là cái điểm giá này là cho ngày thứ ba, đây là cái điểm giá 209 là bắt buộc mình phải thoát ra, mình không có thể giữ cái trade này. Ok, để mình tìm lại cái điểm entry mình vào. Ok, thì ở khung 30 phút á, thì cái dùng này là cái dùng bay mạnh nè, và khung 15 phút thì cái dùng này dùng tay mạnh, thì em nghĩ là khả năng là phim market nó có khả năng nó sẽ break cái dùng giá 22. Ok, và sau đó mình chuyển qua khung 1 tiếng ha. Ok, đây khung 1 tiếng. Ok, em sẽ xóa cái phần này đi. Rồi ở khung 1 tiếng thì nó không có cái gì hết, tại vì khung 30 phút là nó cho mình biết có cái điểm reversal đúng không,
thì khả năng á, là khi nó có gớt về đây thì cái vùng giá 203 là cái điểm entry tốt nhất cho mình. Ok, 203 là cái điểm entry tốt nhất cho mình, thì là mình có thể mình và khi mình book cái graphic ở ngày thứ ba, rồi sau đó mình sẽ tìm lại cái điểm entry của ngày thứ ba hoặc ngày thứ tư, đó là điểm giá là 203. Ok, rồi sau đó là mình sẽ tính ha, 203 thì ở đây nó phân tách cho mình ha, đây là nó có cái điểm back test nè, đây là điểm sell mạnh nè, ở cùng một tiếng nè, đây là điểm sell mạnh, đây là cái back test. Rồi sau đó là đây là cái điểm support ha, ở điểm support mình là 202 nè, và cái điểm mà nó quyết định xu hướng xuống và lên là điểm ở dưới đây ở cùng một giờ là 194, và đây là cái điểm bắt buộc mình phải thoát ra trước khi nó chuyển qua be, đây là cái last stand level bullish ha. Đó, đây là cái vùng giá rất là quan trọng, là vùng giá 201 trước khi nó hit về vùng giá 194 chuyển qua be. Rồi mình đang nằm ở vị trí gì, mình đang nằm ở vị trí là xu hướng, đang cái này gọi là xu hướng quyết định ha. Sau tại vì ở đây nó có cái vùng sell mạnh ở đây, cho nên là nó trước khi nó lên thì là em nghĩ là thứ ba này nó sẽ rớt xuống trước. Ok, nó thêm khả năng đụng với 212 rồi bắt đầu nó sẽ rớt xuống ha. Thì là thứ ba mình có thể là mình mua cái entry, mình tìm cái điểm entry ở vùng giá 203 rồi mình swing. Rồi sau đó là ở khung một tiếng mình tạm thời mình xong hết khung một tiếng nha. Thì bây giờ trước hết á, thì mình sẽ vẽ một cái pattern. Ok, mình vẽ một cái pattern. Đây cái support ha. Rồi khi mà nó về cái vùng giá này là cái vùng giá buy rồi, mình phải exit ra vô. Rồi mình sẽ tìm lại điểm entry là 203, đúng không? 203. Rồi, sau đây là một cái phần tính ha. Mình dựa theo momentum. Nếu mà trường hợp thị trường đi sideways thì là mình sẽ lấy ở cái khung 2 tiếng. Ok, 2 tiếng nè. Ok, 2 tiếng thì mình lấy cái vùng giá hiện tại nè. Nhân cho 2 tiếng là 2.5. Là nó có giá dao động là 5 đồng nè, mình cộng cho 209 nè. Ok là bằng 24 ha. Ok, 24 mình trở lại cái về dùng 30 phút nè. Ok, mình thấy không? Nó very close vậy, tức là khả năng nó sẽ quét trên cái vùng 212 này. Tại vì á, khi mình dựa theo cái percent nè, 24 nè, thì nó sẽ trên cái vùng giá này. Nếu mà 24 trên vùng giá này thì là mình giữ, đúng không? Đó. Rồi mình sử dụng cái này ha, mình coi đó thì mình thấy trên 212 thì cái vùng giá 212 là vùng giá reversal, và khi mình sử dụng cái phần ATR này thì nó sẽ ra là ở khung 2 tiếng, tại vì cái này là cái phần sideways đó, cái phần này là phần sideways thì là khả năng nó sẽ là đi là 2024, và đó là cách để mình giờ tính là nếu mà trường hợp là thị trường đi sideways hoặc là thì consolidation ha. Bây giờ mình tính thị trường mạnh ha, nếu mà thị trường có xu hướng hai momentum thì là mình sẽ lấy cái vùng giá là 209. Ok, mình nhân cho 4 à, mình nhân cho là 4 chấm. Ok, 4.67. Ok, rồi bằng ra mình lấy cái này mình cộng vô cho 209. Ok, là mình sẽ biết được là nếu mà hai momentum ở trong pre market thì nó sẽ có giá là 218. Vậy thì mình dò trên đây, đây đúng ngay cái mốc 218 luôn, là nó đây là cái điểm back test nè, thấy chưa? Ok, đây là cái điểm back test ha. Rồi là mình sẽ biết là 218 match trên không đó, ở trên đây phân tích cho mình rất là kỹ, nó đi tính hết rồi, mình chỉ hiểu cách sử dụng thôi. Rồi 218 ha, 218 là mình biết là nếu mà hai momentum là khả năng mà nó mở cửa nó sẽ đi về 218. Sau đó nếu mà hai momentum rồi sau đó nó sẽ rớt về vùng giá là 212 thì có khả năng là 212 là nó sẽ rớt về đây, thì mình buộc đợi. Mình đợi cuối giờ coi cái điểm entry của mình nó sẽ nằm ở 212 hay là 203, không? Thì là khi mình bữa nay mình mua thì mình sẽ book cái graphic ở trong cái khung 12, 212 và 218, right? Rồi trường hợp khi mình make entry lại, mình tìm được điểm entry là 203 hoặc là 212, right? Thì bây giờ là mình sẽ tính cái xu hướng cho ngày thứ tư, là mình sẽ tính là 10, 10, 12 tiếng, tại cái này là hai momentum, ok? Thì mình tính là cho 12 tiếng và một tiếng ha. Thì bây giờ mình vẫn lấy giá này,
mình tính cho ngày giá ngày thứ tư. Nếu mà là sideways ha, ok, nếu mà là sideways thì là bệnh nhân cho 18.52 nè, ok, là nó sẽ ra 38 mình cộng 2.9 ha. Rồi, kể là cái xu hướng mà nếu mà consolidation sideways là khả năng của nó là nó sẽ đẩy là 247, ok, 247 ha, để mình confirm là mình làm có đúng không ha. 209 nhân cho 18.52, ok, là 38 cộng với 209 là xu hướng của ngày thứ tư. Nếu mà trường hợp là market nó chưa phải là hai, nó chỉ là sideways á, nó gọi là consolidation thôi á, không, nó chưa có phải là hai momentum á, thì xu hướng giá dao động của Tesla nó sẽ rơi vào tầm là 15%. Thì 15% thì là khả năng thứ tư là tuần tới thì là khả năng Tesla nó sẽ có giá dao động là 247 dựa theo cái ATR ha. Và trường hợp cuối cùng, ok, trường hợp cuối cùng là mình tính luôn cho tuần tới luôn, tức là mình tính cho next week luôn, tức là mình tính trong phạm vi 2 tuần. Nếu mà xu hướng của Tesla cái momentum nó quá strong, có thể nó red toàn bộ hết, thì mình sẽ tìm được cái giá dao động mạnh của nhất của nó của 2 tuần, thì mình vẫn lấy là 209 ha. Mình nhờ cho 29% chấm 60, ok, là 61 đồng mình cộng, ok, là nó ra là 270 ha. Thì bây giờ mình chuyển qua đến ngày, ok, mình chuyển qua đến ngày ha, 270 đúng không, là thấy không, ở đây là 261 nè, ok, đó, ở đây 261 là xu hướng của nó là 270, nó nằm đây, cái chênh lệch có bao nhiêu đó là mình đã tìm được cái điểm dao động mạnh, thì khả năng là Tesla nó sẽ đẩy mạnh lên là 270, ok, đây là cái dùng giá, hai dùng giá đây, ok, thì là mình biết là khả năng á, là nếu trường hợp ở free market và thứ tư thì nó đẩy lên giá này, ok, thứ tư nó đẩy lên cái dùng giá là 240, rồi sau đó nó gớt về cái dùng giá là 212, đúng không, là cái dùng giá support. Thì bây giờ ví dụ trường hợp mình dự đoán ha, cái này gọi là dự đoán ha, thì ok, đẩy lên là 240 vậy, 240 cho tuần tới, rồi sau đó nó gớt về lại là 218, đúng không, 218, 212 đi ha, cho nó 20, cho nó về lại cái dùng này 218 đi, rồi sau đó thứ năm thứ sáu vân vân, rồi có thể bắt đầu tuần tới nó sẽ tạo ra một đợt nhảy mạnh. Ok, một đợt cái nhận nhảy mạnh thì nó có thể hit về dùng giá này cao nhất, thì có khả năng là bắt đầu nó sẽ thứ ba thứ năm có đi sideways ha, tạo đỉnh trước, rồi cái thứ ba thứ năm thì có thể là nó gớt về mạnh lại ha, gớt về mạnh lại dùng giá này, ok, là dùng giá 230 đó, rồi sau đó nó sẽ đi sideways ha. Ok, trường hợp này tới ngày tháng 3 mình nghĩ là nó sẽ đi như vậy tới ngày tháng 3, thì là tại tháng 3 ngày 22 thì có những cái interest rate Fed có thể khả năng tăng, thì khả năng là nó từ trên đây nó sẽ rớt mạnh về đây lại ha. Ok, đó, thì đây là cái bài vở mà em share cho mọi người để mọi người hiểu được là cái chart nó sẽ đi như thế nào ha. Đây là cái homework, là cái chart nó sẽ đi như thế nào ha. Ok, rồi, để mình biết là để mình biết được là tháng 3 là nó đi như thế nào. Đây là cái chart để mình đưa ra một cái example là Mỹ xu hướng trong vòng 2 tuần nó sẽ đi mạnh như thế nào trước khi nó bước vào tháng 3 ngày 22. Ok, khi nó vào tháng 3 ngày 22 thì cái khả năng cái chart nó sẽ rớt như vậy nha. Thì nó sẽ tạo ra cái gì? Cái này cái pattern gì? Cái pattern Hessler. Ok, cái pattern Hessler. Ok, thì khả năng là tháng 3 nó sẽ rớt lại như vậy ha. Ok, rồi, thì đây là cái điểm quan trọng ha, đây là cái điểm quan trọng cho tháng 3 nè ha. Nếu mà từ tháng 3 nó rớt xuống tháng 4, nó rớt xuống đi giữ được dùng giá là 164, thì nếu mà nó giữ được cái dùng giá này, nó không có xuống hẳn dùng giá là 134 á, thì là Tesla bắt đầu nó consolidation rất là nhiều, và nó chuẩn bị cho xu hướng là lên nhiều hơn là xuống ha. Ok, rồi,
Nếu mà trường hợp mà Tesla mà nó view back hay là thị trường như thế nào, hay là Fed tăng lãi suất cao quá, thì cái trường hợp thấp nhất của con Tesla nó có thể rớt cao lắm là dùng giá là 1.34, và cái dùng giá thấp nhất của nó thôi. Ok, thì là nó sẽ tạo ra một cái đợt cái đáy ở đây, một cái đáy đây, thì cái đáy mới của nó thì nó sẽ cao cái đáy cũ, thì đây đây vẫn là xu hướng của thị trường lên. Thì nếu mà các anh chị em muốn chơi xe, muốn chơi position á, thì là canh ở cái dùng giá là 1.32 này là mình mua vào, hoặc là dùng giá 1.64 mình mua vào. Ok, thì là mình không có phải là mình mua bỏ 30-40 ngàn, mình mua vô mình chia ra nhiều đợt. Ví dụ đợt đầu mình vào thì mình vào khoảng 5 ngàn thôi, lỡ trường hợp nó xuống ở dưới đây mình bán ra, hoặc là mình BCE ở dùng giá là 1.34 mình mua thêm xe, thì về dùng giá là hai cái dùng giá này là hai cái dùng giá tốt nhất để mà canh chị em có thể vào lệnh. Ok, đây là cái bài mà xu hướng định hướng được cái sắp tới nó như thế nào trong vòng dài tuần tới và như thế nào. Ok, và khi là đây là cái phần mà em sử dụng cái kỹ thuật chart mà ở dưới đây nó có sẵn thì em làm ra thôi, không, và cái kỹ thuật này không có cần phải vẽ nhiều, nó rất là simple, mình không có cần phải dùng SMA, EMA, nó rất là simple, hay ở trên đây nó đều có đầy đủ. Tại cái kỹ thuật này thì kỹ thuật Kama thì nó chỉ sử dụng percent thôi, mình chỉ dựa theo percent để mình tính ra thôi, chứ mình không có áp dụng theo kỹ thuật như SMA và EMA để mình tính ở giá kế tiếp như sao xuống sao, mấy cái đó nó không quan trọng nữa ha. Ok, ở đây thì nó có sẵn hết cho mình kỹ thuật trên đây, thì bắt đầu mình chỉ phối hợp cái percent ở đây mình tính ra thôi, và mình làm sao để mình nhận được nhận diện được cái xu hướng market, thì đây là nó thuộc cái dùng đo. Ok, thì những cái chữ đây nó để là high, moderate, là low, được không? Cái vừa tha đi, thì khi mình lấy cái áp dụng cái vừa tha đi và mình áp dụng cái công thức là ATR, mình áp dụng lại thì khi mình coi lại được thì mình sẽ đoán được cái thị trường nó đi là nó là thuộc về consolidation, hay là nó là high momentum, hay là nó low momentum, thì là mình sẽ áp dụng ra. Khi mà thị trường nó be thì giống như vậy, ở trên đây nó có cái bảng nó sẽ opposite lại, thì cái này là cái bảng này là nó dành cho xu hướng đi lên của thị trường, và khi mà mình cái thị trường đi xuống thì cái bảng này nó sẽ chuyển qua màu đỏ và nó sẽ có nhiều một sen đi xuống. Vâng, giống như em mấy cái sang bò ha, giống như con voi nè đó. Con voi nó đã đụng về dùng giá là 7, dùng giá cao nhất của nó là 7 đồng 46, và sau đó nó nằm bị lô ha, và nó bị người ta bán mạnh ở đây. Ok, tại vì nó thực sự là con voi nó không có volume, từ ban đầu em chỉ nói là nó chỉ có cái khung 15 phút và 30 phút nó có volume thôi, em đâu có nói là khung 1 tiếng đâu, tại cái khung 1 tiếng và 2 tiếng nó rất quan trọng, đúng không? Sau đó bắt đầu nó, đây là cái dùng giá percent, thấy nó đi chơi mũi tên xuống rồi. Thì khi mà nó đi xuống như vậy tức là cái này không có thanh khoản, ok, nó chỉ tạo support thôi. Đó là lý do tại sao em nói với mọi người là phải có cut loss à, đó là cái lý do ha. Đó, hôm thứ tư em kêu mọi người last week em kêu mọi người make entry ở dùng giá là 6 đồng, và bán ra bao nhiêu ở dùng giá này, hiểu không? 6 đồng như nằm ở đây. Em kêu mọi người make entry ở đây, right, ở đây, rồi mình ăn ở đây, rồi nó gỡ xuống, đây là cái chỗ stop loss vậy, stop loss này là 586, là 586 thì em đã chỉ đúng, và sau đó thì nếu mọi người entry đánh 6 đồng ăn, rồi mình chạy, tại vì em để là overall tức là cái chart của con voi là nó đi lên xuống vậy nè, đó, overall là cái này ha. Trong bài em ghi rất là rõ là overgrow là cái này gọi là overgrow ha. Ok, và sau đó nó sẽ không giữ được nè, nên bắt buộc cái dùng giá stop loss này, thấy không? Em nói là stop loss 20%, thì tại sao em nói như vậy, stop loss 20% là tại vì khi mà cái giá nó rớt gì đây mà nó không giữ được cái dùng support này, ok, nó không giữ được cái support này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ok, cái stop loss rất là quan trọng ha, thì nó sẽ rớt về 1 đồng ha. Đó, nó nhốt bà con thêm 1 đợt nữa nè. Thôi, đó. Cho nên đó là khi các anh chị em chơi, cái điểm quan trọng nhất là always set stop loss ha. Ok, cái stop loss nó lợi hại lắm. Thì ok, hôm nay em sẽ giải thích cho cái phần set stop loss, nó có hai loại set stop loss ha.
spoil ha. Thì khi mình nhìn vào biểu đồ ở trong con spoil nè, thì mình biết là đây là cái dùng consolidation trend của nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây. Và cái support nó nằm ở đây. Cho nên là khả năng từng tới á, nó phải giữ lại ở trên vùng giá là 5 đồng 56 thì nó mới giữ được xu hướng lên của nó ha. Và nếu mà nó không có giữ được 5 đồng 56 á, thì khả năng nó sẽ rớt về 2 đồng rất là cao ha. Em nói trước ha, rớt về 2 đồng rất là cao. Ok. Thì bây giờ mình coi trong cái này, trước hết mình coi thì là khi các anh chị em học cái phần này là học cái phần stop loss ha. Trường hợp các anh chị em mua ha. Bài, ví dụ bài ha. Rồi các anh chị em ví dụ bài là mình chăm xe đi ha. Ok, thì có một cái bài stop loss em mới chỉ ban đầu, thì cái phần này là cái phần 2 ha. Ok, cái phần 2 vào cái phần try stop ha. Đây, try stop ha. Trong này có phần try stop ha. Thì mình sẽ dựa theo là trường hợp ha. Ví dụ bây giờ mình ăn. Mình ăn thì nó sẽ cộng lên, ví dụ là con này nó là dao động của nó là 3%, ví dụ vậy. Thì ví dụ bây giờ mình điểm entry là 6 đồng rồi. Nhân cho chấm 3% là 18 sen phải không? Thì bây giờ mình ở đây mình cộng vô là 18. Nó cái stop loss thì nó sẽ khác với cái stop loss kia của mình ha. Stop loss kia của mình là mình phải stop loss khi cái dùng giá nó lên nó đi hồi lại cái dùng mình set up thì là mình chấp nhận mình thua đó. Thì cái này khác chút xíu ha. Cái này thì là mình chỉ nó cộng với mình, phải không? Khi mà nó lên, khi mình mua vào thì nó sẽ set up cho mình là mình mua vào. Thì mình điểm lên chuyện mình mua vào thì là nó sẽ cộng cho mình 18%. Thì khi mà nó rớt về, ví dụ trường hợp ha, ví dụ các anh chị em là mua vô là 6 đồng. Ok, mua vô là 6 đồng ha. Rồi sau đó anh chị em set cái stop loss là cộng 80 cent. Ví dụ nó lên 18 cent, nó hoa nó là nó cộng lên cho mình thôi, cộng lên 18, ví dụ vậy đó. Và trường hợp nó lên 20 cent nữa thì cái này nó sẽ tự động cộng lên nữa, thì nó sẽ đi theo. Và trường hợp khi nó rớt về thì cái điểm này là cái điểm nó tự động bán cho mình, thì là mình vẫn có cái profit của 3%. Ok, thì cái này gọi là try and stop. Ok, cái công thức này rất là đơn giản ha. Ok, ví dụ công thức này rất là đơn giản, chứ không có cái gì khó hết đó. Đó là cách mà các anh chị em có thể set cái stop loss, thì để em hướng dịch dạy make example ha. Ví dụ các anh chị em vào lệnh ở đây là đó, khi mình mua dưới đây. Rồi, khi mình mua lên thì là nó sẽ cộng cho mình 18%. Có nó có rớt về lại thì nó phải đúng cái 18% đó cộng. Đó, thì nó sẽ bán cho mình. Đó, còn nếu không á là nó đẩy lên nữa thì cái 18% nó sẽ cộng lên. Không, chừng khi nào mà nó rớt về lại cái 18% đó. Đó, thì là cái phần ở dưới đây mình những con cái graphic ha. Thì là nó chỉ là nó rớt lại về cái 18% sẽ bán cho mình. Cái đó là example. Cách stop loss nó có hai dạng stop loss ha. Cho nên các anh chị em để ý đó, mình mua. Thì một cái loại set stop loss là mình mua khi nó về là cái giá cũ thì mình bán rồi mình break even. Còn một cái loại là mình đi theo percent. Tại vì nhiều khi mình đánh cái loại mà em mới gì giải thích đó, nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái market nó lên xuống dao động mạnh, nhiều khi nó đụng vô cái điểm trial stop của mình là nó bán cho mình luôn, nó kick mình ra, đúng không? Đó, cho nên mình đánh cái đó, nếu mình đánh cái đó là mình phải có day trade vân vân. Tại vì nếu mình không có cái day trade, cái kỹ thuật nó rất là nguy hiểm ha. Tại vì nhiều khi là lỡ mình có 1-2-3 cái day trade nó kick mình ra, mình hết day trade mình đâu còn trade được. Nếu không đánh cái kỹ thuật đó thì nó hơi nó đá mình, nó ship thì mình ăn, nhưng mà ship thì mình đâu có biết market nó đi như thế nào, đúng không? Đó,
thì thường là em sẽ chọn cái cách là stop loss là bao nhiêu phần trăm mình chấp nhận mình thua rồi mình hold mình để đó thôi. Đó mình tìm được điểm ra mình ra. Còn nếu mà trường hợp mà mình không muốn chơi thua, mình muốn là bây giờ tao có stop loss tao cũng phải ăn 3%, thì đó là cái cách mà em mới vừa hướng dẫn cho các chị em, hoặc là 50%. Đó. Lỡ mà mình ăn 50% nó có rớt về thì mình xác sẵn luôn, ok tao xác thấp, tao chấp nhận tao ăn như vậy rủi ro vậy đó, mà bây giờ tao ăn 50% á là rồi rớt xuống á thì là mình bán cái thôi, đúng không? Đó thì từ đó là cái cách mà mình có hai loại để set stop loss để làm sao mà mình để bảo quản được cái tiền của mình để mình không có risk ha. Ok, cái phần video này kết thúc và em cũng xong cái bài homework của Tesla.